Hello các bạn. Ok, bây giờ thì mình chuẩn bị coi như là chưa có bắt đầu làm chiếc xe 99 Mitsubishi Eclipse đời 99 có mùi trần nè. Mình coi như là mình còn rất là nhiều việc khác để làm, như là mình mới câu chiếc 98 lên rồi, chiếc Eclipse 98 lên trên nhà rồi. Thì mình đang chuẩn bị làm đến nó chứ chưa có cơ hội, chưa có thời gian để mà làm những chiếc khác như là chiếc 99 cái clip mà mua trần này hoặc là chiếc kia còn lâu lắm, nhưng mà mình rất là mong mình sẽ làm cái chiếc này trong nay mai, tại vì nhà của mình gần sắp mua rồi, cho nên là những chiếc xe này mình phải cho nó đi hết, mà không biết mình phải nên làm sao, tại còn cái ngày với giờ rất là cận, cho nên là mình không biết có làm kịp hay không, có lẽ là phải cho hoặc là bán sát dụng hay là sao đó, chứ còn thời gian rất là ngắn để mình sửa hết 2 3 chiếc này. Thì đồng hiện tại bây giờ thì mình trở lại như hồi xưa thôi, 3 chiếc vẫn nằm không có sửa được, chưa có chiếc nào chạy hết đó. Thì mình cũng rất là lo. Thì cái video này thì nói tóm lại, video này là mình làm để cho các bạn thấy là mình đang làm gì về chiếc này nha. Mình mới bắt đầu coi như là mùa mùa xuân mới xong, mùa hè đến rồi, bây giờ thì cái gì nó cũng dơ á, đúng không? Thì mình che cái xe mu trần này á, bằng mấy cái tấm này, thì mình để mình nói luôn. Bây giờ thì ở trên đây, ở trên cái mu che của mình nó bị rách rồi nha, mấy tháng nay rồi nó bị rách rồi, thì mình không có che nữa, cho nên nắng với gió với mưa nó sẽ bám vô cái xe này rất là nhiều, thì mình cũng chưa có thời gian clean nữa. Nhưng mà mới mấy bữa nó mưa cho nên nó cũng sạch được chút xíu, nhưng mà mình cũng phải clean những cái đồ che của nó nữa. Thì mình che cái gì, mình che bằng cái gì, thì để mình nói luôn là mình hiện tại là mình che bằng hai cái tấm ni lông dày này nè, hai cái tấm kiến dày này nè, đó nó dày lắm, ok, nó hơi bị dày, nó không phải như tấm mỏng. Thì mình có hai cái tấm này, một tấm ở đằng sau với một tấm đằng trước này. Thì một tấm đằng trước này thì mình che gì nè, che tới đây, xong rồi bây giờ mình đang rửa nó, và từ đây tới đây á thì mình che bằng cái tấm ni lông mỏng này nè, tấm này rất là mỏng nha. Mình nói vấn đề tại sao mình có vấn đề về cái ni lông mỏng này, thì cái tấm ni lông mỏng này nó rất là bự nha. Mình lấy ở tiệm mấy cái tiệm Mỹ ở đây nè, họ cho free rất là nhiều, mình cứ tới mình kéo kéo rồi mình lấy thôi, lấy từng cuộn luôn á. Thì nó có màu trắng hoặc là màu vàng, hiện tại bây giờ nó chỉ có màu vàng thôi, màu trắng nó hết rồi. Thì màu vàng mình mới lấy bữa kia nè, nguyên cuộn cuộn luôn, mình lấy về cuộn cuộn vậy đó, đó cột với lại vậy đó, nó dài lắm đó, mình có thể che đồ, che này che nọ. Nhưng mà mình đề nghị là các bạn không có nên dùng những cái tấm mỏng như gì để mà che cái xe. Tại vì sao? Tại vì lúc mà mình che cái xe rồi á, mình che cái phần dưới trên này nè, cái lúc mà nắng mưa đó rồi nó nứt, nó chốc luôn cái nó chốc luôn cái tấm ni lông đó lên chiếc xe, nó làm chiếc xe dính ni lông hết luôn, rồi mình phải cạo cạo đừ luôn. Rồi qua đó rồi mình dùng nguyên cả buổi, rồi mình lấy cái này mình cạo nè. Thì cái phần ni lông mỏng đó, nó từ đây nè tới đây nè, thì lúc mà nó bám nó dính như xe đó là mình phải cạo chết luôn, cạo cái kiến này nè, rồi cạo hết cho sạch cái kiến, thấy không? Xong rồi mình phải lấy băng keo trong á, tại vì kiến mình lúc xưa lúc trước mình có làm cái video cho các bạn thấy là kiến của mình bị nứt á, rồi mình phải lấy băng keo trong để mình băng nó lại á, để cho mà nó không có bị nứt thêm nữa đó, và nó không có coi như là không có bị chất đất để bụi này nọ nó vô cái những cái chỗ nứt kẽ nứt á. Thì mình sau khi mình clean cái kiến này bằng cái này nè, mình lấy này mình chả cạo, mình phải lấy cái lưỡi lam á, cái này giống lưỡi lam thôi, chứ cái lưỡi lam nhỏ làm lâu lắm, mình phải lấy cái lưỡi lam bự như nè, mình cạo cái kiến cho đất bụi nó sạch hết luôn rồi á, rồi mình mới cái nào mà còn nhỏ nhỏ đó thì mình cũng có thể chơi cái da lam nhỏ này nè, ok, mình cạo nó xong rồi á thì mình lấy cái này mình cứ đẩy cho nó, nói chung là mình cho những cái ni lông mà rách đó, nó ra hết, rồi mình lấy cái hút bụi đồ thổi này nè, mình thổi hết luôn, cực lắm, làm cái đó lâu lắm, cho nên mình không có đề nghị ai mà nên dùng những cái tấm ni lông mỏng như vậy á, để mà che cái xe, ok. Tại vì sao mình che cái xe rồi á, mình cạo đừ luôn, rồi xong mình gặp cái trường hợp như vậy nè. À, cái tấm này là cái tấm thứ nhì nha, cái tấm dày thứ nhì nha, mà mình che ở trên cái mui đằng trước như vậy nè, trong cái xe màu xanh á, thì coi như là cái tấm này tấm thứ nhì nha. Thì cái tấm mình nói đó là cái tấm thứ nhì là che từ ngay cái kiến á, ok. Thì tấm này tấm dày nè, nhưng mà tại sao lúc mà mình che cái tấm này á, thì dưới lớp á thì mình có để thêm một cái lớp ni lông mỏng á, thì bây giờ nó thành như vậy nè. Đó, mình cạo đường luôn,
Chóc ra miếng nhỏ 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 vậy nè. Bây giờ mình phải cạo, mà mình phải lấy cái đồ cạo bằng mũ mình cạo mới được, chứ không nó đứt, phải không? Lấy cái đồ bằng mũ đây nè, chứ không có lấy cái đồ cạo bằng sắt. Ok, lấy bằng mũ này, cứ cạo cạo đều luôn. Rồi xong rồi nó ra như vậy nè, nó ra những cái tấm miếng nhỏ nhỏ gì nè đó, nó đứt quá trời luôn đó, cực lắm, làm nó lâu lắm, tại nó bám. Lúc đó là nắng mưa đó, nó bám, bây giờ nó dính vô trong xe luôn, mình phải cạo, mình phải cạo đường mệt luôn á, bởi vì mình không có đề nghị ai mà che cái xe như mình nó bằng cái tấm mỏng gì nha, không có nên nha, che chiếc xe bằng chết một con ong. Mình ghét ong lắm, ok, mình ghét mấy ong lắm, tại nó chích rồi mình bị sưng tùm lum hết rồi. Ok thì như vậy đó, thì mình lấy này, bây giờ mình phải lấy này mình cạo nè, cạo đừ luôn, cạo trước biết chừng nào mới xong nữa, tại nó nguyên một cái lớp này nè, cái phần này là mình che cái miếng ni lông á, cho nên phần trước này nó bị dính quá trời luôn. Bây giờ mình phải lấy đồ mình cạo như vậy nè, cạo cho ra sạch bớt đi nè, nhỏ 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 không à. Xong rồi mình mới đem vô cái vò nước mình xịt nó sạch, rồi mình phải phơi khô. Phơi xong rồi mình phải lấy lên trở lại để che cái phần trên kiến của chiếc xe xanh này nè. Ok, tại vì cái tấm dày hồi nãy là nó nằm như vậy nè, nó nằm từ nó nối từ đây nè để cho mưa nước khỏi vô á các bạn. Ok, nối từ đây là tới cái kiến luôn, rồi từ cái kiến á là hôm bữa là mình bao từ cái kiến tới cái đằng trên hút này á bằng cái ni lông mỏng á, cho nên nó bị chóc ghê lắm, cho nên mình không đề nghị là bao bằng cái ni lông mỏng nữa đó. Rồi sau hai cái tấm này á thì mình còn có luôn một cái tấm xanh đó nữa, thấy chưa? Tấm xanh đó mình để dưới xe kìa, mình trải cái tấm xanh nó lên trên cái tấm clear này nè, lên trên hai cái tấm dày này nè, như vậy á. Rồi xong rồi mình bỏ gạch lên đè để gió nó không bay ra, thấy không, nó bay ra là cái mu trần mình nó ướt làm sao, thì mình phải có bốn cục gạch nè tấn ở trên đây. Ok, tạm thời mình phải làm vậy thôi, tại vì cái trên lóc của mình nó không có còn gì để che nữa, bởi vì nắng mưa gió nó sẽ thổi vô đây, thì mình cũng đã cố gắng để che chiếc xe này. Bây giờ thì chắc có lẽ là nay mai làm nó thì bớt che đi, thì lúc mà mình làm việc á mình phải coi cái thời tiết nào mà hả, mình biết cái tuần đó nó mưa thì mình che, còn tuần đó nó không mưa thì mình cứ tháo ra để mình tiếp tục mình làm việc cho cái xe này nó dễ dàng hơn. Mấy bữa nay trời mưa cho nên nó xe nó cũng sạch được chút xíu. Ok thì vậy thôi, muốn cho cái nhà thấy vậy đó. Rồi băng keo mấy cái chỗ nước này nè, xong rồi mình sẽ mua kiếm những cái tấm xanh này nè để mình che cho nó đỡ hơn, chứ không có che bằng những cái tấm mỏng này nó rất là khó, rất là khó làm việc, nó làm dơ lắm. Thì mình có băng keo trong nè, cắt nó ra rồi rồi dán những cái chỗ nứt vậy đó, những cái chỗ nứt này nè mình phải dán rất là kỹ nha, đè nó thiệt là chặt để cho che hết những chỗ nứt, để cho đất cát thì nó không có nứt thêm nữa. Ok, thì chỉ có bấy nhiêu mình muốn chia sẻ trong khi mình làm về chiếc xe này. Hiện tại giờ mình chưa có làm nó đâu, mình chỉ clean ở ngoài chút xíu vậy thôi. Rồi chắc nay mai mình phải làm nó liền bây giờ chứ không có đợi lâu được nữa. Tại vì người nhà mình cũng gần sắp mưu rồi, thì mình cũng không biết làm sao đâu, mình phải coi như mình làm hay đến đâu tới đâu hay đến đó thôi. Chứ với lại mình sẽ ít quay phim nữa để khỏi mất thời gian nữa, tại quay phim nó rất là mất thời gian, mình không không những quay cho chiếc này mình còn quay cho những chiếc khác nữa. Ok, thì mình lấy đồ hút bụi, đồ thổi, mình thổi bụi hết luôn. Mới qua chỗ này là toàn là mấy cái trắng trắng, mấy cái ni lông mỏng này nè, nó bị nứt á đó, mình phải thổi nó ra hết, lâu lắc lắm. Bởi vì mình đề nghị đừng có ai mà lấy cái bao ni lông này để mà che xe nữa nha, nếu mà xe mình để trong gara thì ok, hoặc là mình lấy cái những cái ni lông bự này nè để mình che lúc mà mình sơn á thì ok, cái này là đồ dùng để sơn ok, chứ không phải để che xe. Cho nên là cái gì cũng vậy đó, mình phải trải qua mình mới biết, có kinh nghiệm, chứ để mấy cái ni lông mỏng ở ngoài này nó sẽ bị cháy, nó sẽ bị nóng, nó nứt hết à, nó làm khổ lắm. Ok thôi vậy thì chừng nào mình làm xong rồi thì mình sẽ quay video cho các bạn thấy. Ok, trước hết là phải chà cái này, mình thật sự mình không mình muốn là lật nó qua rồi thì che bằng bên đây đi, nhưng mà che bên đây thì ở phía bên đây nó có cái tấm giấy nè, mình mà che là cái tấm giấy nó sẽ ịn lên xe mình dơ nữa, cho nên là mình muốn quay lại, muốn lật lại để mà che bằng cái đầu này, nhưng mà đầu này nó dơ rồi thì mình phải clean nó trước thôi.
Ok, thì coi như là lần đầu tiên làm cũng là lần cuối cùng làm cái vụ này, sẽ không có lần thứ hai. Ok, vậy thôi các bạn. Khi nào mình clean xong, mình rửa sạch rồi phơi khô nó xong rồi mình sẽ gắn nó lên trở lại, che nguyên chiếc xe rồi xong rồi mình sẽ làm cái video, có thể là mình sẽ làm cái video cho các bạn thấy nó nhìn như thế nào sau khi mình che nó. Ok, nhưng mà cũng không chắc chắn, tại vì không nhất thiết phải làm quay những cái video này, tại vì những cái video này rất là dễ, là mấy cái chuyện này rất là dễ để làm, mình không cần thiết phải quay video cho các bạn xem. Ok, khi nào mà có gì quan trọng mình mới quay thôi, có nào đặc biệt á, thì mình mới quay, làm cái gì đặc biệt thì mình mới quay thôi nha, chứ mình sẽ hạn chế quay những cái video clip linh tinh như thế này. Ok ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem, và có thể mình sẽ edit cái video này là vô những cái video khác, hoặc là làm cái video này là tập 1 của bắt đầu làm chiếc xe xanh. Ok, bắt đầu clean up chiếc xe xanh, cho nên có thể là cái video video đầu tiên để mà làm. Lúc trước mình có làm mấy cái video để mà clean chiếc xe này rồi, rửa xe này này nọ rồi mình có rồi. Nếu các bạn vô xem thì các bạn sẽ thấy cái video mình rửa chiếc xe này và bao nó xung quanh như thế nào, thì có lẽ mình đã có rồi. Nhưng mà trong tương lai á, mình sẽ bao những cái bánh xe nè. Còn một việc nữa là mình sẽ bao những cái bánh xe bằng cái, có thể mình lấy cái ni lông này nè, mình bao những cái bánh xe xung quanh cái bánh xe cho bánh xe nó khỏi dơ, có thể mình làm chuyện đó. Lấy bao ni lông mỏng này nè che đó thì được, chứ đừng có che chiếc xe nha. Ok, thế các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của Quang Dương. Hẹn tạm biệt, xin gặp các bạn video kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ nhấn like, subscribe video mình, chia sẻ nha. Cảm ơn, bye bye.